chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự mới nhất trong nước. Với mức tăng gần 56% so với năm ngoái, ngành rau quả tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về xuất khẩu. Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm nay, ngành này đã mang về 3,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài kỷ lục mới được thiết lập, sầu riêng cũng chính thức thành trái cây tỷ đô khi cán mốc 1,2 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Với việc mang về 1,2 tỷ đô la Mỹ kim ngạch, sầu riêng chính là nhóm hàng đóng góp lớn cho kỷ lục của rau quả. Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng chiếm 30% tổng kim ngạch. Đặc biệt, đà tăng của loại trái cây này sẽ dự báo còn tiếp tục bởi lợi thế của nước ta, trong khi sầu riêng của các nước Đông Nam Á khác đã hết vụ thì Việt Nam vẫn còn lợi thế tăng trưởng. Một số doanh nghiệp gỗ cho biết xuất khẩu gỗ những tháng cuối năm có nhiều tín hiệu tích cực, không ít doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại và tăng 50% so với đầu năm. Nguyên do là khách hàng Mỹ, châu Âu gặp khó ở thị trường Trung Quốc nên tìm kiếm thị trường khác, tìm nhà cung cấp mới để thay thế. Trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả khảo sát sơ bộ các doanh nghiệp do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho thấy, trong tháng 7 cho thấy doanh nghiệp trong ngành đã bắt đầu đón những đơn hàng trở lại phục vụ cho mùa mua sắm nội thất cuối năm của thị trường thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng hiện ngành gỗ chỉ mới đạt khoảng mục tiêu 46% xuất khẩu của năm 2023. Thời gian tới cũng như các ngành khác, ngành chế biến gỗ vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trong tuần qua có tới 21 ngân hàng thay đổi biểu lãi suất huy động, mức giảm từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm. Nếu ở kỳ hạn 1 và 6 tháng, các ngân hàng thương mại nhà nước có mức huy động thấp nhất hệ thống thì ở các kỳ hạn 12 và 24 tháng đã có nhiều ngân hàng khác áp dụng mức huy động thấp hơn. Cụ thể tại BIDV, Vietinbank và Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng tới 9 tháng đều giảm 0,3 điểm phần trăm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng còn 3 đến 3,8% một năm. Bên cạnh đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng giảm từ 5% xuống 4,7% một năm. Lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên điều chỉnh mạnh từ 6,3% xuống còn 5,8%, tức giảm tới 0,5 điểm phần trăm. Tại các ngân hàng thương mại khác, mức lãi suất huy động cũng giảm mạnh ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tại nhiều ngân hàng thương mại, mức lãi suất huy động cao nhất cũng chỉ ở dưới 6% một năm. Thưa quý vị, hôm nay buổi chạy thử nghiệm toàn tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ diễn ra sớm 2 ngày so với dự kiến của nhà thầu Nhật Bản. Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 chạy thử nghiệm toàn tuyến xuất phát từ ga Bến Thành đi trên cao qua 14 nhà ga, xuyên hầm qua 3 ga ngầm với điểm cuối tại ga Suối Tiên rồi quay trở lại điểm xuất phát. Hiện nhà thầu đang chia ngày làm việc ra hai giai đoạn, trong đó ca ngày dành cho công trường để thực hiện các công việc lắp đặt và thử nghiệm, ca đêm sẽ dành cho công tác thử nghiệm nâng hạ vật tư và chạy tàu. Nhà thầu đã tiến hành thử nghiệm toàn tuyến cho tất cả 17 đoàn tàu của dự án. Dự án tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu gồm 3 toa, dài 61,5m. Theo tốc độ thiết kế tối đa, đoạn trên cao được phép chạy 110 km/h, đoạn ngầm được phép chạy 80 km/h. Việc chạy thử toàn tuyến sẽ tiến gần hơn đến việc khai thác thương mại của tuyến metro số 1. Theo Bộ Y tế, khoảng 59% dân số Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị. 78% thường xuyên thêm muối vào món ăn, làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ. Đặc biệt, 8,7% dân số thường ăn thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao. Trung bình một người Việt trưởng thành tiêu thụ 8,1 gram muối trong một ngày, cao gần gấp đôi khuyến cáo so với mức cần thiết của Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng theo các chuyên gia y tế, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý dẫn đến hạn chế phát triển thể lực, tầm vóc người Việt cũng như tăng bệnh, không lây nhiễm liên quan dinh dưỡng. Bản tin 14 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.